Đây. Rồi giờ này là 8 giờ tối nha cả nhà. 8 giờ tối là đêm 22 tháng 3 năm 2023 âm lịch. Lễ giỗ của sư ông Gò Mối nằm giỡ thị xã Tân Châu, An Giang. Lễ giỗ sư ông Gò Mối này năm nay làm lớn nha cả nhà. Năm nay là thấy cái lượng anh em cô bác bán đồ rất là đông, một khúc đường hết sức dài cả nhà. Rồi mình dài lên mình quay. Cái video này bữa nay mình lên quay bằng đêm nha cả nhà. Đêm là đêm 22 tháng 3 năm 2023 âm lịch. Một cái nón 25.000, giải phòng mát 25.000, phòng mát 5.000. Một cái nón 25.000, giải phòng mát 5.000. Có bao nhiêu không? Ừ, không có đúng. Tất cả còn giá 59.000 đồng một cái. Để lựa cô bác ơi, công ty ba lô túi sách nam nữ đủ kiểu đủ màu, cực đẹp, giá thị trường tối đa 150.000 đồng một cái. Lễ sư ông Gò Mối này thì ngày 21, 22, 23 là chính lễ nha cả nhà. Mà đêm nay thì 22 là đêm nay là chỉ là có một đêm nay là đông nha cả nhà. Mà ngày mơ là qua lễ rồi. Nói là chỉ là còn có buổi sáng nữa là hết nha cả nhà. Bây giờ mình biết nè.
đó đâu rồi. Sư ông cầu mối này là mình thấy là năm nay là anh em cô bác đi cúng rất là đông nha cả nhà, mà thấy anh em bên từ thiện người ta đãi đồ ăn rất nhiều, cái lượng đãi nhiều hơn năm rồi nha cả nhà, mà đi cũng nhiều hơn, quá sao đông. Hả? Ăn là 2 lít mà đông quá trời. Có coi không? Rồi chứ.
Còn cái đường này là quý vị nào có đứng nó ghép qua bên là người xe tải đồ đi ra vô dễ dàng. Chân thành cảm ơn. Chuối đây.